ai khi mà xây dựng một doanh nghiệp thì cũng mong muốn là doanh nghiệp mình lớn mạnh và các thành viên trong doanh nghiệp mình là đều là yêu thương đoàn kết với nhau như trong một gia đình. Mình có thể nói là Đại học Đại Nam như một ngôi nhà thứ hai của tôi. Đầu tiên mình về trường thì mình thấy có một cái sự là cán bộ, giảng viên rất là nhiệt tình và rất là thân thiết, rất là cảm giác như là mọi người có một cái gì đó rất là hòa đồng. Coi các em như con, như em của mình, vừa dạy, vừa dỗ, thậm chí là vừa dọa. Đối với học sinh thì các thầy cô kiểu như là làm bạn bè vậy. Như vậy thì sẽ rất là dễ cho việc học. Sẽ không có cái khoảng cách giữa giáo viên và học sinh nữa. Việc học luôn gắn liền với việc với môi trường học của mình ạ. Nếu mà môi trường học của mình cảm thấy thích thú thì việc học của mình sẽ dễ dàng hơn ạ. Cái biểu tượng của Đại học Đại Nam nó chính là ngôi nhà, và với tôi thì tôi thấy là hơn ai hết mà tôi cảm thấy là cực kỳ thấm thía cái biểu tượng đấy. Mái nhà thì trong cái nhà đấy là có cha, có mẹ, có ông, có bà, có các con, các cháu. Thì chúng tôi quan niệm đó là từ thầy, cô, cán bộ cho đến sinh viên thì ở trong một cái mái nhà chung như vậy. Thế để cái việc mà định hướng cái nghề nghiệp hay định hướng việc học tập cho các cháu thì rất là cái vai trò của thầy cô quan trọng nhiều khi còn hơn cả vai trò của bố mẹ. Có nghĩa là mỗi một người, mỗi thành viên ở trong Đại học Đại Nam thì chính là những người mà đặt từng cái viên gạch để làm cho cái ngôi trường ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, khang trang hơn, để mỗi một con người ở trong cái ngôi nhà đấy đều tự hào về cái nơi mà mình học tập, làm việc và cống hiến. Trong cái cơ chế xã hội hóa cái đào tạo, thế nếu như chúng ta thực sự có tâm huyết, tức là có trách nhiệm với thế hệ trẻ, thì có những kiến thức gì nên truyền đạt cho các em? Thứ nhất, nó vừa có kiến thức về mặt chuyên môn, nó vừa có kỹ năng để nó làm hành trang nó vào đời. Nó khác với rất nhiều các cơ sở đào tạo hiện nay, họ không quan tâm với đây đâu. Trường Đại học Đại Nam, từ thầy đến trò, đến cán bộ, giảng viên, công nhân viên, đều coi Đại Nam là một ngôi nhà, cùng chung sức xây dựng. Chỉ có như vậy thì cái ngôi nhà đấy nó mới vững mạnh. Khi mình về trường thì là lúc đấy trường được khoảng hơn 4 năm. Thế thì là mình là may mắn là mình lại là người đầu tiên mà tổ chức cái lễ phát bằng cho khóa đầu tiên, khóa 1. Tôi là sinh viên khóa 1 của trường Đại học Đại Nam. Hiện tại thì tôi đang công tác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Tôi tên là Nguyễn Thu Hà, cựu sinh viên khóa 2 khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Đại Nam. Hiện nay thì tôi đang công tác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Khóa 1 của chúng tôi thì thiệt thòi hơn so với lại các em khóa sau. Bởi vì chúng tôi phải học tại cơ sở HEDCO ở Nguyễn Nguyên Trãi. Lúc đó nhà trường rất khó khăn, tất cả mọi thứ đều mới bắt đầu. Và ngôi trường để thuê ở dưới HEDCO. Khu vực đấy thì học hành thì gần đường, tiếng ồn rất là nhiều. Nhưng mà sinh viên thì lại rất tuyệt vời, các bạn ấy rất chăm chỉ. Các thầy cô làm việc có thể nói là rất có lửa. Và cái giai đoạn đó, giai đoạn thuê ở HEDCO ấy thì đã có rất nhiều sinh viên đã được tự hào từ sinh viên các trường khác phong cho Đại Nam như một cái Harvard thu nhỏ. Khi mà niềm tin nó càng ngày càng lớn thì nhà trường càng ngày càng vững mạnh. Không cần phải bàn đến cái việc mà có đông học sinh hay không đông học sinh. Khi mà đã có lòng tin rất lớn với xã hội thì đương nhiên là số lượng học sinh đến với nhà trường ngày càng đông và nhà trường ngày càng lớn mạnh. Khi mà tôi nhận được lời mời đến đây ngày hôm nay, tôi thực sự rất bất ngờ khi mà đã biết trường Đại học Đại Nam năm nay là kỷ niệm 10 năm, tôi cũng đã quên mất cái mốc thời gian đấy. Nhìn lại 9 năm vừa qua thì tôi thấy quả thực là một thời gian rất dài, nhưng cái quãng đường đó tôi sẽ không bao giờ quên, bởi vì tôi đã được đào tạo và được học tập tại một môi trường cực kỳ chuyên nghiệp và được dạy dỗ bởi các thầy cô tâm huyết. Mỗi lần mà khi mà các em sinh viên ở trên được nhận những cái tấm bằng ấy thì mình đều cảm thấy là rất là xúc động. Nó như kiểu như là những đứa con của mình bắt đầu được vào đời ấy. Ở Việt Nam thì chưa có một cái thông lệ là bố mẹ đi nhận bằng cùng với con, đúng không ạ? Nhưng riêng Đại Nam thì lại có. Có phụ huynh đã đi nhận bằng cùng với con và chúng tôi rất là hân hạnh khi mà bố mẹ đến làm cái việc như thế. 4 năm ở trên ghế nhà trường ấy, ngoài các kiến thức mà tôi được trang bị thì tôi thấy rằng Đại học Đại Nam là một ngôi trường khá là năng động. Có là sinh viên là chủ động trong cái việc mà mình tiếp thu kiến thức và trau dồi những kỹ năng để phục vụ cho cái việc mà sau này khi mình ra trường. Thực sự thì tôi rất xúc động khi được trở lại ngôi trường mà đã đào tạo tôi thành một cán bộ ngành ngân hàng ngày hôm nay. Được nhìn thấy Đại học Đại Nam ngày càng phát triển, cơ sở vật chất, môi trường học tập được đầu tư hoành tráng.
hiện tại tôi vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết để có, để xây dựng cho ngôi nhà Đại Nam. Giá trị cốt lõi của Đại Nam là tích lũy niềm tin. Chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thì cũng là lúc mà chúng tôi khẳng định được chúng tôi với xã hội nhất. Và cái số sinh viên vào chọn trường Đại học Đại Nam đến bây giờ thì nó ổn định nhất. 5 năm nữa, 10 năm nữa thì Đại học Đại Nam sẽ có cái tên tuổi nhất định trên bản đồ giáo dục của Việt Nam. Thực sự tôi tự hào rằng là bây giờ tất cả sinh viên chúng ta đây là bây giờ năng lực, chất lượng, ra trường là được xã hội tiếp nhận ngay. Gần như 100% sinh viên chúng ta ra trường là đúng nghề nghiệp, làm đúng việc luôn. 10 năm vừa qua của trường Đại học Đại Nam, lúc đầu mình cũng không lường được là nó lại khó khăn đến như vậy. Kể cả về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, cho đến xây dựng uy tín hình ảnh của Đại Nam với xã hội. Tuy nhiên là 10 năm qua thì bọn mình tự cảm thấy là đã vượt qua được cái giai đoạn khó khăn nhất. Và bây giờ là những cái bước tiếp theo để bồi đắp cho nó phát triển hơn nữa. Với cái quỹ đất hiện có thì chúng tôi nghiên cứu để phát triển nhà trường một cách đồng bộ. Ngoài cái khu vực như giảng đường, hiệu bộ, rồi khu vực thực hành thí nghiệm, thư viện thì nhà trường sẽ tập trung xây dựng cái khu vực giáo dục thể chất cho sinh viên và khu vực ăn ở sinh hoạt cho sinh viên của trường Đại học Đại Nam với những cái tiêu chí hiện đại và thuận lợi đáp ứng những yêu cầu không những trước mắt và lâu dài cho sinh viên. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường Đại học Đại Nam, với tư cách là người quản lý, tôi chúc và mong muốn hội đồng quản trị có một sức khỏe dồi dào, luôn luôn đầu tư công sức, thậm chí là cả tiền bạc tiếp tục để xây dựng trường Đại học Đại Nam ngày càng đẹp, xanh và phát triển vững mạnh. Thứ nhất là để cho thế hệ các em sinh viên có một sự lựa chọn đúng đắn vào trường Đại học Đại Nam. Cái thứ hai là để cán bộ, công nhân viên, giảng viên có một môi trường thứ nhất là làm việc, đảm bảo được cái cuộc sống gia đình. Cái thứ hai là yêu nghề, ngày càng cống hiến tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục. Bởi vì những ai mà đã đầu quân cho sự nghiệp giáo dục đều phải xác định đó là con đường nó vất vả, gian nan nhưng mà rất là hạnh phúc.